Vâng, hôm nay trước mắt của các bác đây là một siêu phẩm Phô 3000. Phô 3000 này đời T1, zin nguyên bản luôn của một ông chủ ở Bình Dương, bên bán vật liệu xây dựng. Chiếc xe này ông xài 2 năm nhưng mà chỉ có kéo cát các bác nha. Nhưng mà trong quá trình bây giờ bán về đây cho Lê Tuấn thì bên cơ sở Bình Minh mua về thì có Lê Tuấn có đưa khách cơ sở Bình Minh xuống mua, thì chiếc xe này độc chiêu là 3000 đời T1 nhưng mà lại có trợ lực trở lại, có nha, có trợ lực trở lại rồi các bác. Chưa có một cái Phô 3000 nào mà độ mà có trợ lực trở lái như hôm nay, thì đây là một, cũng là một siêu phẩm. Nhưng chiếc xe này này là bao zin nguyên từ A tới Z. Rồi tí này mình sẽ các bác đến. Còn chiếc xe này này thùng 1m7, dài 2m5, dài 2m6, bánh đôi 70020, cầu 3,5 tấn, chở đá có đồng bộ rất đẹp, cắt bằng lốc kê có nha, mâm zin vỏ đẹp, mâm zin vỏ đẹp, rồi còn nguyên xi như vậy, giá 75 triệu cho các bác. Đấy, bác nào đang còn cần dòng này mà nhẹ muốn tay lái ngồi chơi chơi nước, các bác huýt gái rồi cho em út đấy là em nhảy lên tưng tưng luôn. Đấy, các bác nhá, mà cực kỳ đẹp luôn, là kín hơi luôn, em nói các bác là trao gửi ơi bá cháy luôn á, không có gì để nói, đùi to rồi ơi, đây các bác này, đùi to này đấy, thấy chưa. Em nói các bác á, đùi to thì thôi rồi, em nói các bác đang xài đùi nhỏ mà có đùi to thì ôi ôi ôi, nó mát mà nó đẹp, nó sướng. Đừng nghe bác đấy, đùi to sướng chưa. Rồi các bác em một like đi các bác. Đấy, rồi thứ hai nó không chần chừ gì nữa, các bác đem này về, bởi vì nó đồng bộ các bác nhá. Đây này, cái cần này là không phải cần số, mà cần này là cần đưa vào để ngắt cầu. Đấy các bác nhá. Đấy, tuyệt vời chưa. Đây, ngắt cầu đây các bác này, đây này, nó xịn xòa ở đoạn này, cho nên các bác yên tâm này, có vũ về đàng hoàng đầy đủ, 2 TBM đầy đủ, dùng cho để đổ gạch đá các bác nhá, rất tiện. Nhưng đến khi ông chủ này ông có mới, thấy không? Ông mua được chiếc xe Hồng Hà thì ông nới cũ ông kêu xuống thôi. Đấy, đây là nói là như vậy các bác nhá, một câu chuyện đặc biệt. Em review cho các bác đây là một câu chuyện đặc biệt của một ông chủ, đúng không ạ? Xe nào cũng vậy thôi. Có sao lại nói như vậy để cho các bác tin. Thứ hai là xe đây ông chủ vật liệu riêng này, ông có mới rồi, ông mua cái xe Hồng Hà có bền có ti rồi, ông xe nhanh lắm. Còn máy cày này lúc đầu tiên ông cần 2 năm nay rồi, bây giờ ông bán. Đó. Thì em mua là 70 triệu bán 75. Thế thôi. Báo cáo các bác vậy, nếu bác nào ở gần thì chạy về. Đấy, rồi ok, đây các bác này, đẹp chưa. Đấy, bánh này. Đấy, rồi đằng sau này, đây ti bên này, phẳng lư này, dày một phân, đây đổ gạch cánh đá, nhưng không phải là gạch đá mà bây giờ các bác đưa về, các bác bua củi cho em mà cầu 3,5 tấn, cực đẹp, nhíp dày, 2 TBM có lắc kê đầy đủ cho các bác, vỏ quá cực đẹp. Đấy, bác gặp 75 triệu mà bác nào không lấy thì em nói thật các bác đúng là không phải. Các bác cũng như em luôn. Thế mới sướng nhờ. Đấy, có những bác mua rồi rất tiếc. Em nói nhiều bác điện thoại cho em liên tục. Em này, vỏ này, mâm này, 8 ốc to, rồi đùi lớn này. Em nói các bác là ôm đùi mà tối nó đè lên thì thôi rồi. Đấy, muốn vứt ra mà không vứt được cứ ôm vào. Đấy, nghe thử. Rồi, cực kỳ luôn, cái gì cũng vậy các bác nhá. Đấy, cao to đùi lớn vẫn là cứ mát máy thôi. Cao một gát bật. À, cao gầm bán máy. Rồi, ti bên đây các bác đây, heo này, chuẩn chỉ này, có bình mới cho các bác luôn này. Đấy, rồi, em cho các bác vào coi vỏ đây. Rồi, thứ hai yên này. Rồi, dè đây, mui này. Thứ ba nữa là đây, ti bên đầy đủ các bác nhá. Tất cả đang riêng nguyên của nó luôn, không cần nói nhiều, cái này em bao hết cho các bác luôn. Từ giờ đến lúc các bác mua về chỉ là giúp sức cho các bác, tuyệt vời. Đẹp, mặt trước đẹp luôn. Đây, nói dò gà một tí, rất nhẹ tay lại bởi đã độ cho các bác rồi. Bác tìm đâu? Đúng không ạ? Tìm đâu người xưa, đúng không ạ? Đấy, tìm đâu ngày xưa, tìm đâu người con gái. Đây, với đúng là giấc mơ của các bác đang gần. Đấy, các bác nhá. Đấy, một ông chủ doanh nghiệp chuyên bán về vấn đề coi như là vật liệu xây dựng. Bây giờ có mới nơi cũ điện em xuống. Rồi, đưa về đây cho các bác. Rồi, em cho các bác xem một tí nữa về bên này. Rồi kỹ nữa. Đây các bác. Rất kỹ, rất đẹp. Đây một bác nha. Đấy, ok này, tất cả mày đang riêng nguyên bản đây các bác. Đấy, cực cực đây, em nói các bác này, đây từ cái này chưa mở chưa gì hết, nguyên như vậy sướng. Đấy, rồi đuôi to rồi các bác nhá. Đấy, và cuối cùng thì nó chỉ là như vậy, là như vậy rồi. Và cuối cùng thì em xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều trong thời gian qua, cho em một like các bác nhá.
Bác nào chưa đăng ký kênh tiếp tục đăng ký kênh. Bác nào mà muốn cần em này thì điện cho em 0394 326 198. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn. Hẹn lại các bác video sau.